xin giao lưu với chú anh chị. Cái lô này là lô bưởi da xanh nha chú anh chị. Chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha chú anh chị. Rồi cái cây bưởi đầu tiên là mã số H19 một cốt ha. Mấy cây này thì em bứng mấy ngày rồi, mấy đầu là em cắt chừng hai anh chị về mình cắt xử lý lại cái đầu ha. Cây này một cốt anh chị. Này bứng về thì không có vui đất về, vui đế gì hết nha chị. H19 rồi hoành nữa nhiếp. Mã số H19 nha anh chị. Hoành là 45 hoành. Hoành 45. Cao là 1,5 m. Cao 1,5 m nha anh chị. Kính bầu là 53. Rồi kính bầu 53. Cây này khủng lắm nha anh chị. Ôi bự nè anh chị ơi. Về mình ủ tới cái kể rồi. Rồi H19 1,5 triệu em bao ship. 1,5 triệu bao ship luôn nha anh chị. Nặng lắm, nặng nha anh chị. Rồi tiếp tục là mã số H20 nha anh chị. H20. Cái này dáng bay đẹp. Nhưng cái nó bị lỗ một bên này. Nó bị lỗi một bên này. Nhưng mà cây này đang sống khỏe bình thường nha anh chị. Bay nè, rất là đẹp luôn nha anh chị. Mấy cành này là bình thường nha. Chỉ có một cái chỗ phía bên đây, cái nhánh bên đây hồi lúc trước nó bị tét nè. Nó bị tét. Cái đó nó bị hư con rễ này. Con rễ này luôn ha, là nè. Một bên này xíu. Này với chỗ này, với chỗ này chút xíu. Đó. Con rễ bên đây. Còn đây bình thường. Tại này không có biết con rễ này nó cũng hư nữa nè anh chị. Thì con rễ này nè. Mà nó hư lâu rồi ha. Hư từ lúc mình lúc trồng dưới đất á. Cái này thì nó có bị đen xíu da. Đây nó bị cái lỗ chỗ này. Bên đây bình thường nha anh chị. Cây này mà anh chị về làm lại là đẹp lắm anh chị ơi. Thật sự luôn, rất là đẹp luôn ha. Bữa nó cũng dễ sống lắm anh chị ơi, dễ đâm chồi lắm. Chị khoảng để chừng tháng là đâm chồi mạnh nè. Rồi hoành của nó là 50. Chiều cao là 75. Đường kính bầu là 50. H20 nha anh chị. Để ghé anh chị chơi luôn. Cái này nó bị phẹo chị, em bán ghẻ hết 700 ngàn em bao ship luôn. 700 ngàn nó đủ tiền ship đó, thật sự với anh chị nha. 700 ngàn về bao ship luôn ha. Theo B3 H21. Đế bị hư bên đây. Đang này. Chứ chút chung này, là chút. Đế phía dưới đây thì em không có bư ra ha. Nó sao em bán gì? Ở lá bưởi còn. Bưởi rất là dễ sống anh chị ơi. Này, dễ đâm chồi lắm. Đây nó có bị chạy chạy đây nè. Đường này kéo xẹo chứ. Nó lâu rồi ha. Nó cây bưởi nó vậy nha anh chị. Rồi mã số H21. Hoành nó là 43. Cao là 1,25 m. Kính bầu là 45. Mấy cái đầu cắt thôi, mình cắt lại ha. Rồi mã số H21 700 ngàn. Em bao ship luôn nha anh chị. Có bị cái cọc đế ha. Rồi tiếp theo mã số H22. H22 cây này tàn thiên nhiên cũng đẹp lắm nha anh chị. Triệu bao ship nha anh chị. Tiếp theo H23 nha anh chị. H23 anh chị, cây này đẹp lắm nha anh chị. Cây này dáng bay đẹp luôn á. Có cái cành bay nhú trời luôn nè anh chị. Nói chung là mấy bưởi này cũng dễ sống lắm nha anh chị ơi. Đó, đâm chồi dễ sống lắm. Anh chị về nhớ tưới kích rễ ha. Mình tưới kích rễ thường xuyên vô nó là ok à. Hoành nó là 41. 41 hoành. Chiều cao là 89. Quá trời đâm chồi luôn. Đường kính bầu là 51. Cái cành bay này là 1,15 m. Cành bay đẹp hết chị. Rồi cây này H23 giao lưu với chị. Từ
Rồi 1,4 triệu đó anh chị ơi, bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo. Khách hàng 4 anh chị. Khách hàng 4 nha anh chị. Bưởi luôn ha. Bưởi, cây này nặng quá khi không nổi luôn chị. Cốt đẹp nè, da nè. Cốt đẹp. Cây này thì cái đất nó bị nứt này nè anh chị. Đất nó hơi bị nứt. Để bưng không nổi luôn đó luôn. Hoành nó là 47. Hoành 47. Cao là 1m5. Đường kính bầu là 49. Rồi H24. Cây này giao lưu với anh chị 1,4 triệu chị ơi. Bao ship luôn ha. Cây này khá là to. Mấy cái đầu mình về cắt lại anh chị. H24 1,4 triệu em bao ship ha. N42. Này nó bị chạy xíu anh chị. Con giấy thì nó dễ chạy ha. Hoành nó 16. Cao 35. Mã số N42 250 đến bao ship. N43. Này là nó bị khô khô xíu nè. Quanh đây 20 là đo gì ha. Nói chung là nó cũng dạng nhỏ thôi chị. Đây 16. Chiều cao 25. Rồi mã số N43 250 bao ship. Cô dưới Mỹ nha anh chị. N44. Nè đây nó bị chạy nè anh chị. Nhưng mà nó dẫn một lá kế bên ha. Hoành 23. Cao là 28. Này nó bị chạy da như này nha. Rồi mã số N44 250. N46. Hoành nó 18. Chiều cao 57. Chạy đi xíu nha anh chị. Tại N46 300.000. N47. Con giấy thì dễ bị chạy lắm nha á. Đây nó bị chạy nè anh chị. À, đây bị chạy nè. Đây nó bị chạy nè. Nhưng mà nó dễ sống lắm nha anh chị. Hoành nó là 20 ở đây. Chiều cao nó là 49. Rồi N này là N47 300.000. N48. Rồi đây này 18 hoành. Chiều cao 33. N48 250 bao ship. N49 có một cọng đế thôi nha. Này là cọng đế của nó luôn vậy luôn nha anh chị. Ồ luôn. Hoành nó 20 cọng ghế này. Chiều cao nó là 37. Rồi mã số N49 300.000. N50. Hoành nó 18. Chiều cao 37. Chị chạy đây. N50 250. N51. Mấy này là nữa nó giận chỉ nó có bị sợ bị gãy ha. Nhưng mà nữa nó không gãy là nó có đâm chậu cho nó lại nè chị. Hoành nó 22. Chiều cao 31. Chạy xíu ha. N51 400.000. Đúng, đúng mã gửi đúng cây nha anh chị. Có đến mã số trên cây á. N54. Này bị chạy xíu đây. Này mũ sẵn hết trơn rồi ha. Đơn về 24. Cao là 29. Cái trời non này sẽ bị dập gãy nha anh chị. N54 300.000 em bao ship. N55. Nhà của nó bị chạy gì ha. Hoành nó 15. Chiều cao 39. Rồi mã số N55 200.000. N56. Hoành nó 18. Chiều cao 45. Da cũng chỉ có chạy nha anh chị.
57, cây này 300 ngàn, bao ship toàn quốc.